Cô gái tan làm quay về nhà trọ, nhìn thấy chàng trai này đang mặc quần ngực, anh ta lập tức cảm thấy vô cùng căng thẳng. Tiếp theo cô gái nhắc nhở anh ta lần sau chú ý một chút, đừng để mắc những lỗi ngớ ngẩn như vậy. Lúc này anh ta mới có thể thở phào nhẹ nhõm, một người chị ở tầng dưới làm dưa chua, cô gái muốn thử một chút. Ai ngờ tay người chị đưa đũa cho cô bỗng nhiên không ngừng run rẩy, chị bị bệnh run tay sao? Chắc là vì đang cai thuốc đấy. Sau đó phát hiện chị ấy đang dùng kẹp tóc của mình, không khí bắt đầu trở nên vô cùng căng thẳng. Tiếp theo lại nhìn thấy chân chàng trai run rẩy, áo và quần của anh ta và chị gái có vẻ như là cùng một bộ. Cô lập tức hiểu ra mọi chuyện, qua đây cho tôi, đừng, cô nghe tôi giải thích đã, anh muốn ăn đòn sao? Tôi sai rồi, cô gái là Era, ước mơ từ nhỏ là làm một phát thanh viên truyền hình, nhưng đi làm đã lâu vẫn chỉ là một nhân viên quầy hàng bách hóa. Còn cậu bạn Đông Man sống cùng với cô 20 năm, là thần đồng Taekwondo mơ ước giành giải quán quân thế giới. Đáng tiếc là bây giờ lại trở thành chuyên gia diệt côn trùng, nhìn bề ngoài đẹp trai phong độ, nhưng đi xem mắt rất nhiều lần vẫn không thành, đối phương từ chối anh ta vì không nhà, không xe, công việc không ổn định, dù sao đẹp trai cũng không thể mài ra ăn, không những thế đầu óc anh ta cũng không được bình thường. Người đến xem mắt đã tỏ ra chán ghét như vậy, anh ta vẫn chạy theo xin số điện thoại, nói hôm nay tôi đã mời cô uống cà phê, tuần sau cô mời tôi ăn gà nướng được chứ, đối phương cũng cạn lời, đưa tiền cà phê cho anh ta, rồi mau chóng rời khỏi đó. Lúc này Era đang đi làm, bất ngờ bị bạn học cũ nhận ra, vốn nghĩ quay đầu sẽ có thể tránh đi, ai ngờ bạn cũ lại nhiệt tình quá mức, nằng nặc đòi nhận bạn với Era, chỉ để khoe khoang bây giờ mình đang sống thế nào. Vừa ngồi xuống đã phải chụp ảnh up lên mạng trước, tiếp theo lại lấy thiệp mời ra khoe khoang chồng mình là bác sĩ, còn nói chiếc nhẫn kết hôn trên tay rất đắt tiền. Eri cảm thấy ngứa mắt chuẩn bị đáp trả. Bạn cũ lại hỏi đến việc hôn nhân của cô, Era chỉ đành nói bạn trai mình là kiểm sát viên, nhưng vẫn đang phải học thêm. Từ nhỏ tính cách cô đã nóng nảy, làm sao chịu được sự sỉ nhục này, thế là bắt đầu chế giễu lại, chắc là cũng chỉ bám lấy anh ta vì tiền, còn nhắc đến nam sinh theo đuổi cô bạn ở trường rất xấu. Cuối cùng cô đã lật ngược tình thế, bạn cũ chuẩn bị rời đi, đúng lúc gặp Đông Man đến đi ăn với Era, nhìn anh ta với mái tóc dày, mặc áo khoác trắng, vừa đẹp trai vừa nhiều tiền, để chọc tức bạn cũ. Era nói mình hoàn toàn không quan tâm đến những người đàn ông như vậy, còn bạn cũ thì tiếc hùi hụi, thậm chí lén đi theo họ đến quán ăn. Era thấy vậy định chọc tức cô ta lần nữa, cô bảo Đông Man vuốt tóc mình, tình bạn trong sáng suốt 20 năm, làm thế này quả thật hơi ghê tay, nhưng vì Era thúc giục quá, anh ta chỉ có thể làm theo. Hôm đó, Era bị một đám thiếu gia nhà giàu bắt nạt, một trong ba tên đó còn tát vào mặt cô. Cảnh tượng này đúng lúc bị cậu bạn Đông Man nhìn thấy. Era biết sắp có chuyện lớn xảy ra, bảo họ mau chóng trốn vào xe, nhưng lúc này đã không kịp nữa. Vốn là một võ sĩ Taekwondo, anh ta xông đến đạp hắn một phát, rồi tát trả lại hắn ta gấp đôi. Thiếu gia nhà giàu bị đánh đến nỗi đầu óc quay cuồng. Đông Man mắng chửi chúng đánh một người con gái đúng là không đáng mặt đàn ông. Era vô cùng cảm động nhưng cũng sợ xảy ra chuyện lớn, vội vàng chạy đến kéo Đông Man về, ai ngờ tên nhà giàu kia vẫn không im mồm, còn nói Era đáng bị đánh. Đông Man nghe thấy thế càng nổi máu điên, lại khuyến mãi thêm một đạp. Vốn dĩ hôm nay Era đến tham gia hôn lễ của bạn cũ, lúc đang đợi hôn lễ bắt đầu, đã bị mấy bạn học cũ chế nhạo, hoàn toàn không quan tâm đến cảm xúc của cô. Họ nói cô không có bạn trai, chưa từng đi du học, thậm chí đến một công việc tử tế cũng không có. Era vô cùng buồn bã, đang định bỏ về thì cô dâu chạy đến ngăn lại, vì MC của hôn lễ đến muộn, không tìm được người thay thế nên muốn nhờ cô giúp. Era từ nhỏ đã có mơ ước trở thành một người dẫn chương trình truyền hình, nhưng trời phụ lòng người, cố gắng nhiều năm vẫn chỉ làm nhân viên quầy thu ngân. Trước bộ lễ phục rực rỡ và lời nhờ vả của cô dâu, cô đã động lòng. Tiếp theo đã chủ trì xong một hôn lễ hoàn hảo, nhưng cô cũng bị mấy thiếu gia nhà giàu bên dưới nhìn trúng. Họ mời Era cùng uống rượu, cô còn ngốc nghếch biểu diễn tuyệt chiêu của mình. Ôi! Cũng được đấy nhỉ? Không ngờ lúc ở trong phòng vệ sinh, Juman nói với cô âm mưu của ba người đó, chỉ là muốn đánh cược xem sau khi chuốc say cô sẽ lên xe của ai. Thậm chí còn nói cô chỉ xứng ngồi xe nhà hàng, bị bạn bè cười nhạo, còn bị những người này coi thường. Cô hoàn toàn suy sụp, cô gọi điện thoại cho Đông Man, bảo anh ta đến đón mình về, vì thế mới xảy ra cảnh tượng lúc nãy. Cuộc sống của Đông Nam cũng không khá khẩm hơn là mấy, đã 30 tuổi nhưng vẫn chưa làm được trò trống gì. Công việc mỗi ngày là bắt côn trùng trong phòng, anh ta đã quá chán ghét cuộc sống này, nhưng một việc xảy ra nhiều năm trước đã làm anh ta từ bỏ sự nghiệp Taekwondo của mình. Bố anh ta nói đừng dằn vặt vì chuyện đó nữa, bảo con quên đi sao. Nếu việc làm ăn của bố con đổ bể, con đã không phải tham gia trận đấu đó. Anh ta vẫn chưa bước ra được khỏi quá khứ đau đớn đó, mỗi lần về nhà thăm bố mẹ, hai bố con lại cãi nhau một trận. Lúc tâm trạng không tốt, anh ta sẽ đến chỗ huấn luyện viên Giang Hồ. Giang Hồ nghĩ anh ta muốn bắt đầu quay lại tập luyện, thì ra chỉ là tâm trạng không tốt đến đứng im cho người khác đánh. Giang Hồ đã đợi anh ta quay lại suốt 10 năm. Mỗi buổi tối đều phải đi bán hàng rong kiếm tiền duy trì phòng tập Taekwondo.